chào quý vị, tôi là Đỗ Mỹ Linh và bây giờ là thời điểm để chúng ta có thể cập nhật những thông tin thể thao mới nhất trong ngày. Và hãy mở đầu cho bản tin ngày hôm nay bằng những diễn biến đến từ giải Ngoại hạng Anh. Thưa quý vị, 10 năm trước thì Manchester City đã vô địch một cách vô cùng kịch tính và 10 năm sau, đội bóng này tiếp tục vô địch theo cách khiến cho khán giả của họ phải thót tim khi họ đã lội ngược dòng trước Aston Villa với tỷ số là 3-2, qua đó đăng quang ngôi vị vô địch. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của huấn luyện viên Pep Guardiola và huấn luyện viên Jurgen Klopp, hai nhân vật chính trong cuộc đua giành chức vô địch, đã có những chia sẻ sau khi mùa giải chính thức khép lại. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng việc vô địch giải Ngoại hạng Anh 4 trong 5 mùa giải gần nhất là thành tích đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của nhà cầm quân này. Đây là một giải đấu khó khăn và các đội bóng đều rất đầu tư. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thậm chí còn tự so sánh mình với huấn luyện viên Alex Ferguson của Manchester United, người cũng đã giúp cho đội bóng quỷ đỏ của thành Manchester thống trị giải Ngoại hạng Anh một thời gian dài. Huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đùa rằng ông đã gọi cho Real Madrid để xem cách lội ngược dòng thế nào khi bị dẫn trước 2 bàn, như cách mà Real Madrid đã vượt qua chính đội bóng của ông tại bán kết Champions League mới đây. Trong khi đó, thì huấn luyện viên Jurgen Klopp tỏ ra vô cùng tự hào với các học trò, dẫu có đôi chút thất vọng khi không cùng Liverpool vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này. Nhà cầm quân người Đức cho rằng lẽ ra Liverpool đã có kết quả mùa giải ấn tượng hơn nếu như không đánh mất điểm số ở các trận gặp những đối thủ bị đánh giá thấp. Dù sao thì huấn luyện viên Klopp cũng ca ngợi về việc Liverpool đã giành đến 92 điểm ở mùa giải này là điều rất đáng nhớ. Thưa quý vị, ở giải Ngoại hạng Anh và giải vô địch quốc gia Italia Serie A đều phải đi đến những vòng đấu cuối cùng thì mới có thể xác định được chủ nhân của ngôi vị vô địch. Và chính vì điều đó đã tạo nên những bất ngờ và khỏi phải nói những người hâm mộ của những đội bóng vô địch đã phấn khích như thế nào khi ăn mừng cùng với đội bóng yêu thương của mình. Manchester City buộc phải thắng để có thể vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này khi đối thủ của họ là Liverpool đang bám đuổi quyết liệt. Tiếp đón Aston Villa trên sân nhà và bị dẫn trước 2 bàn, nhưng Manchester City đã ngược dòng thành công và thắng 3-2, qua đó vô địch giải Ngoại hạng Anh một cách vô cùng kịch tính. Trong khi đó, Liverpool thắng Wolverhampton 3-1 và đứng thứ 2. Người hâm mộ Man City theo dõi trực tiếp trận đấu đã đi hết từ ngỡ ngàng đến thất vọng và cuối cùng là bùng nổ và vỡ òa trong niềm vui chiến thắng cùng với thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Cũng giống như cuộc cạnh tranh ngôi vị vô địch Premier League giữa Manchester City và Liverpool, thì AC Milan và Inter Milan cũng tranh ngôi vương ở vòng đấu cuối cùng của Serie A. Và chiến thắng 3-0 ở vòng 38 tối ngày 22 tháng 5 đã giúp cho Milan giữ khoảng cách 2 điểm với Inter để vô địch Serie A mùa giải 2021-2022. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên thì các cầu thủ AC Milan và người hâm mộ bắt đầu ăn mừng cuồng nhiệt. Họ đã chờ đợi quá lâu để có thể lên ngôi tại Serie A một lần nữa. Thưa quý vị, mùa giải bóng đá châu Âu đã chính thức khép lại và bây giờ là lúc chúng ta quan tâm đến những danh hiệu cá nhân hay những tin đồn chuyển nhượng đã xuất hiện trong những ngày vừa qua. Và ở phần tiếp theo của bản tin sẽ là những thông tin mà chúng tôi đã cập nhật được trong những ngày vừa qua. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Ngoại hạng Anh có đồng vua phá lưới, đó là Mohamed Salah và Son Heung-min. Cả hai đều ghi bàn cuối tuần qua và có cho mình 23 pha lập công. Salah vượt trội hơn đồng nghiệp ở khả năng kiến tạo, nhưng anh lại không thể cùng Liverpool vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 2 trong sự nghiệp. Việc Kylian Mbappe nhiều khả năng sẽ trở lại Paris Saint-Germain thay vì gia nhập Real Madrid, dù chưa có thông tin chính thức nhưng cũng đã khiến cho truyền thông Tây Ban Nha bức xúc. Kênh truyền hình El Chiringuito mới đây đã gọi cầu thủ người Pháp là kẻ hèn nhát khi không dám chọn thử thách khó khăn hơn mà chỉ nghĩ tới tiền bạc. Camera truyền hình vào ngày hôm qua đã tìm thấy huấn luyện viên Erik ten Hag khi nhà cầm quân này tới dự khán trận đấu cuối mùa giải của Manchester United trước Crystal Palace. Chứng kiến đội bóng tương lai thi đấu kém cỏi trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, hẳn là người cầm quân người Hà Lan hiểu rằng ông còn nhiều việc phải làm để đưa Manchester United trở lại vinh quang. Thật sự hoàn hảo khi mà đội tuyển U23 Việt Nam đã giành được tấm huy chương vàng thứ 205 cho đoàn thể thao Việt Nam và niềm vui đã được nhân lên cùng với rất nhiều các cổ động viên nước nhà. Việt Nam! Cảm xúc của anh thế nào khi mà U23 Việt Nam giành được tấm huy? Quá tuyệt vời, không có gì có thể mô tả đâu. Việt Nam vô địch! Em có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau trận đấu ngày hôm nay không? Dạ, sau cảm xúc ngày hôm nay thì em cảm thấy là rất là hạnh phúc và hân hoan vì em cũng không có bất ngờ với kết quả khi mà đội tuyển Việt Nam được giành chiến thắng trong cái trận cầu lần này. Thì trận cầu lần này thực sự gây cấn và để lại cho tụi em rất là nhiều những cảm xúc thú vị. Thì cái kết quả 1-0 là một cái kết quả mỹ mãn cho các người xem bóng đá. Và em xin một lần nữa xin chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam đã giành chiến thắng trong cái trận cầu ngày hôm nay. Tuyệt vời. Trời, thời tiết
Thực sự mà tôi rất bất ngờ, tại vì thời tiết mưa mà mọi người là không có rời vị trí của mình luôn, mà cố gắng ngồi để ủng hộ Tết đến cùng. Và khi mà ở nhà coi đã sướng rồi, nhưng mà phải thực sự đến sân với chúng ta mới thấy được cái niềm hạnh phúc. Và đó là rất là ngọt ngào khi mà Việt Nam chúng ta bảo vệ được cái chức huy chương vàng. Cả nữ cả nam nữa, tuyệt vời. Em có thể chia sẻ cảm xúc sau khi xem xong trận đấu ngày hôm nay không? Rất là vui. Khi mà có rất vui, rất tự hào. Lúc này em ăn mừng như thế nào? Chị á, hét khản cả cổ rồi. Cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam nha. Tôi hôm nay là tận ở trên Lục Ngạn Bắc Giang. Xuống đây nó rất là xa. Thế nhưng mà vui quá vì Việt Nam vô địch. Mà tôi bây giờ là có hai cô bạn là trên 60 tuổi nhưng mà bắt xe xuống đây để coi như là cổ vũ cho đội Việt Nam. Mà Việt Nam vô địch, chúng tôi sướng quá. Việt Nam vô địch, vô địch, vô địch. Thưa quý vị, ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 31, kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra tại Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta tiếp tục gặt hái được rất nhiều những tấm huy chương vàng. Và một trong số đó chính là tấm huy chương vàng đáng quý ở bộ môn bóng đá nam tại SEA Games 31 năm nay. Và hãy cùng chúng tôi nhìn lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong ngày thi đấu cuối cùng này. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.